tàu đi anh ơi. Wow, vé xoài ơi. Wow, vé xoài đi tàu điện ơi. Ô, các bạn ơi. Vé xoài ơi. Xoài ơi. Xoài đi tàu điện ơi. Tàu đẹp quá, bạn phải đi xe tàu, tình xịch, bạn phải ơi, đây, không vào được. Đó, xinh. Thôi, bạn phải đâu, được có 4 vòng à. Wow, phải đâu rồi. Wow. Đi nào. Bạn phải ơi. Đi. Rồi nào. Chơi trò này không? Không rồi. Con chơi trò gì? Tối đi về nhà chứ cái gì đâu. Quài ơi. Quài ơi. Nhiều trò chơi quá các bạn ạ. Nhiều trò chơi quá. Wow. Quá trời trò chơi. Wow. Bạn xoài nha bố ơi. Ôi. Đồ chơi đằng trước kìa. Nhiều đồ chơi lắm. Bạn xoài có chơi không? Wow, đây là đồ hàng ăn bên này, ăn uống này. Để hỗ
Hôm nay mùng 1 Tết là cả nhà đi đầm đi suối Tiên câu cá, được hai con cá tre thật là to, ăn cá gần 4 kg. Wow. Rồi. Bé. Mỏi chân chưa? Anh em à. Nha. Yeah. Cái xoài thích mua cái gì? Xoài thích mua trò chơi à? Xoài chơi trò chơi rồi còn thích mua gì nữa à? Gì? Chơi nó mua cái gì? Các bạn mua cái gì? Hả? Đấy, các bạn mua cái gì? Hay mua áo đầm sen đi. À, áo suối Tiên đi nhé. Mua áo đẹp này không? Hả? Xoài mua cái gì? Mua cái gì? Siêu nhân nè. Mua cái gì? Trong đó không có gì đâu. Con ơi mẹ đi ơi. Ra đây này. Tại sao hai anh cái đồ nước quét này con chơi chưa được? Tại sao hai anh em không biết chơi đồ bác sĩ? Em mua quần áo cho nó kìa. Mặc cái áo nha. Lớn rồi chị đâu đi học thì ai mà chơi trò chơi. Đồ này 3 bữa không dùng. Rồi nó cũ quá rồi. Hư hết rồi. Mua áo đi, mua áo sữa đầm xe à, suối Tiên đi. Mấy số lớn chị? Mấy số này có 6 cho 2 đứa, 2 đứa, 3 đứa. Đi suối Tiên thì mua áo suối Tiên đi. Cô bán chưa? Ôi, về bắt con sơ ngắn. Mua cho xoài đi. Cô nữa cho con bé út này bộ ấy. Cháu 3 tuổi, cô nữa cho cháu bộ.
mà có vừa có thử đấy, mẹ mẹ mày thử cho em đấy. Ôi, thằng Hùng mua đồ chơi con xoài. Ừ, thì mua áo cho con xoài trước đi, rồi thằng Hùng để nó nữa. Không cần cái gì. Thì cứ nựa cho nó áo đi đấy. Mua cái gì? Cái nào? Đâu, cái nào? Con nào, chỉ cô lấy cho. Chỉ đi. Cô chỉ hình đây là đây, chú lấy. Đâu, chỉ coi. Cái này nó khó chịu lắm kìa. Cái này bao nhiêu tiền em? 45.000. Trai đéo ai mà đi nấu ăn. Nó ăn mất tiền gì. Trai được. Trai thì đéo ai nấu ăn. Con trai mà chơi cái gì nó mạnh bạo. Con lấy áo cho con bé không? Áo, ừ, lấy ra đây áo. Cái bắn xà bông được bao nhiêu tiền? Rồi lấy cái 40. Con nói hay là con lấy cái này, con bắn xà bông. Bắn xà bông vui này. Bắn xèo xèo đấy là bắn nó ra về quê bắn cái này. Con trai đéo ai mà chơi bắn cái đồ nấu ăn này. Mẹ cháu trước bán nhà sách cho mấy cái này mẹ cháu dành lắm. Hai anh em chơi chung một cái. Rồi, đây là cái này bao nhiêu tiền? Trăm. Rồi, 180.000 phải không? Không cái gì, đồ chơi này anh nói thật mối trận lớn anh không nên đấy, nên người ta tặng. Này, em bán thật luôn rồi anh. Bây giờ không bán nữa, ngày xưa là bán, chị ngày xưa bán nhà sách nó cửa, nên về bán tạp hóa, mua hết.
những xe điện, xe tập đi mình bán hết mà. Dốn như bao nhiêu biết hết chứ. Đồ chơi này bị dốn như này bao nhiêu biết hết này. Đó nhá, hai anh em cái này bố nghĩ các con nữa hay khác thì con trai ai chơi. Em cầm đi, chút là con vàng chơi chung với em. Mẹ nói con là con về, con sẽ đợi cái này của chị hai, mẹ khẳng định với con luôn. Không, mẹ con gái giống